Xuân đã qua, hè đã đến rồi anh em ơi. Anh em nào mà chưa có kim cương để dự trữ cho mùa hè này thì anh em đến ngay shop Quý Mùa chấm cơm để mang, hoặc là nhiều kim cương để mang về nha. Chỉ từ 18k 19k thôi, anh em có cơ hội trúng 20k kim cương để mang về luôn. Còn link mình sẽ để cho phần mô tả bình luận bên dưới để cho anh em vô tham khảo nha. Còn bây giờ cảm ơn em đã đến shop của mình nha. Bye bye anh em. Cô đang trong nhà xin anh em ơi, khó chịu quá, nó không ra, anh em ơi cay quá rồi. Nó không ra anh em ơi. Ôi kệ anh em ơi, thì đầu tiên vô anh em nhớ ấn like đăng ký kênh của tôi nha. Thì hôm nay á, là tôi sẽ gạ bé Hăng TV solo cái kèo là khấm loại anh em. Thì bây giờ tôi sẽ cho nó ra, xong rồi tôi sẽ vô phòng bé Hăng anh em đó để gạ kèo, không biết thì bà có chơi hay không nha. Ok anh em ơi, sao cho nó ra cũng được, quá trời quá trời quá đất rồi. Ok anh em ơi, nãy giờ tôi giật lộn quá trời anh em ơi. Ê, hết nguyên bàn mông rồi anh em ơi. Thì bây giờ tôi sẽ vô phòng nha. Ủa sao mấy nó gịnh phòng vậy? Nữa hả? Tôi lấy cái chỗ tôi quýnh mới được nè. Lục 3 nè, lục 4 nè, mày Thân nè. Hôm nay có thấy anh đẹp trai không? Gì vậy? Gì mấy ông nội? Thấy không? Mặc chúng như quần què, trai gì? Trời, hôm nay ta trang điểm dữ lắm đó. Thì bữa giờ nhân gồm nó xấu trai quá, nó không đủ đẳng cấp để nó cua em. Giờ anh cua em được nè. Chứ dẫn ai để em cua em nè. Sao mà cứ trách chị Hiền, người ta có người yêu rồi mà, chứ người điên hả? Bây giờ em cứ cần nói đồng ý em thôi. Nghĩ sao đồng ý vậy? Tao không quýnh, bây giờ kêu thằng Quý một ngón ra đây, ba thằng anh bắn chết bạ luôn nè. Tao quýnh mày nha. Mày làm gì hôm nay mày cua nó vậy? Thì tao cua thôi. Ủa hả, thằng Nhân gồm cua xong rồi giờ tới mày nữa. Rồi thêm thằng đệ nào nữa vậy? Này, đệ tao nè. Rồi hôm nay có làm gì? Tao bắn mày, tao cua. Ừ. Bà nói sao mày tin là cái chỗ này vô mặt mày không? Hả? Mày nói kháng tao mày làm gì cũng được. Chắc chưa? Chắc. Rồi ba thằng bay một mình tao hay sao? Chắc chưa? Chắc luôn. Bây giờ thua là muốn làm gì cũng được phải không? Ừ. Ăn 10 cái bàn chỏ nha. Ok luôn. Rồi. Sao thua mày vậy? Ok, nhìn này nha, mày chết. Ok anh em ơi, đó thì hôm nay là tôi mới vừa đi vệ sinh vô thì gặp ba thanh niên này. Mà tính tỏ tình được nữa hả? Nhân gồm nó tỏ tình còn không được nữa. Mày xấu như quỷ với ai đâu mà yêu mày. Đủ đẳng cấp. Ủa rồi mày nhìn lại mày ơi, mày có đẳng cấp gì? Đẳng cấp gì? Thôi tao bán nét sọ mày rồi mày biết. Nè bây giờ là thêm clip thêm sống động thì một kia là một nụ hôn nha anh em. Đó. Rồi. Rồi xong mày, rồi xong xong mày. Tao có kêu là tụi mày xác định. Đó. Thì cái thằng Đức Cống đó rồi, cái thằng Đức Cống đâu? Thằng Di Bồ Gồ đâu? À thằng Đức Cống là cái thằng này nè anh em. Đó, một kêu vô đầu nè. Nè mở trái keo nè. Đó, nó đặt keo nhanh không? Đâu Đức Cống nhảy ra. Đức Cống nhảy ra. Đù, từ từ đi mày, từ từ đi mày cái thằng. Đó. Cái thanh niên Di này chơi chơi bắn lén mà còn mua nữa là làm sao? Rồi. Rồi, xong luôn. Một kia là một cuộc hôn, tôi cứ phát cơm chó nó mạt luôn nha anh em. Rồi đó nè, nè tụi bay rồi đó, giờ tụi mày thấy là bé Hăng hôn tao chưa? Nghe nói là tụi mày thích tao bé Hăng phải không? Bé Hăng, hôn anh cho tụi nó cay chơi em ơi. 1, 2, 3. Tới anh giết tới 3 hàng lận. Là tới một kia là 2 nụ hôn lận em ơi. Ủa hồi nãy mày nói một kia 1 nụ hôn mà. Thôi bây giờ miễn phí anh đi, một phí đi. 1, 2, 3. Trời ơi nó đã gì đâu á. Thôi tụi mày đừng có ức chế. Đó, người ta trên TV kìa, người ta còn ước chế hơn mày nữa. Bây giờ nè, tụi mày qua đây, tụi mày ngon, tụi mày qua đây. Thì có gì đâu, nếu mày má không tao thôi. Bình tĩnh thôi, bình tĩnh thôi. Đó. Rồi rồi, gần chết rồi. Ôi, cái gì vậy trời. Rồi, rồi chết mày. Bà mày rồi con. Đâu rồi, tụi mày bắn từ từ thôi. Trời ơi, mày rồi. Nghĩ sao cái đẳng cấp của anh mày bắn từ từ vậy, tao dồn chết bà luôn. Một, hai, nè. Rồi, xong. Gạt luôn em ơi, gạt luôn rồi chạy, gạt luôn rồi chạy. Đó. Ôi, nó yếu rồi, nó yếu rồi. Yếu. Tụi mày cố lấy người yêu về cho tao đi. Nghĩ gì sao vậy? Cố lấy người yêu về cho rồi, tao. Rồi nhảy ra, nhảy ra, nhảy ra, nhảy ra. Rồi. Sao tụi mày bắn như con boss vậy? Ok, ok, nè, nè, tụi bay nhìn nè, đó. Em làm nhiệm vụ em ơi, nè nè, cho tụi mày đi cướp người yêu của tao. Người yêu của tao mà mày dám cướp, mày hên rồi. Mày tao mình đã đi mời hôn nè. Trời ơi. Mời ai cho mày hôn? Mời mày làm gì mà mày hôn? Trời ơi, tao cái này là mày dám đoạn rồi. Phải không?
Mời anh em mình chia ra không? Ok rồi. Bé Hân của tao có tập võ đó, mày làm gì có được đi nha. Thì chẳng này là hết bài rồi, tập võ gì cũng vậy à. Phải không? Mà quan trọng là bé Hân có chịu mày hay không mới là một chuyện. Đúng rồi, nghĩ sao mà chịu vậy? Đâu rồi, tụi mày vô đây. Ôi. Một trời hàng. Ơi, đứng đâu đó thì trời. Bình tĩnh thôi. Bình tĩnh thôi, bình tĩnh thôi, bình tĩnh thôi. Đó. Mày cố lên dành người yêu cho tao coi. Rồi, sao tụi mày bắn ngu mà tụi mày cứ hết thể hiện vậy? Hả? Đâu rồi, bây giờ cứ bình tĩnh thôi, bây giờ cứ bình tĩnh thôi. Đó, đâu rồi, thằng Đức Công. Nè, heo nè, đây là thằng Big Sexy nha anh em. Đâu? Trời luôn. Trời ơi, xong rồi. Được. Ok. Một kill phải không? Một kill em. Em giết đường với bờ gồ là cũng được rồi. Một kill gì? Ôi, kỳ vậy, nó mới gục thôi, chưa chết mà. Ủa, tao gạt mà mày biết không hả? Hồi nãy giờ tao 6 kill rồi nè. Bây giờ bình tĩnh thôi, bây giờ bình tĩnh thôi. 6 kill là 2 gián đúng rồi. Đâu rồi. Ủa, mày ăn gián được kill hả? Ủa thì... Cái quà hung nữa nè. Ờ, đó, mày hung nó đi, mày nói nó đi. Trời ơi, người yêu của người ta mà nói chuyện như là người yêu của mày vậy. Mình tiếc cành đao của Ngọc hả? Bây giờ bình tĩnh thôi anh em ơi. Đó, đây nè, một thanh niên nè. Rồi, một thằng nè, Bình tĩnh thôi, tập trung lên tao bắn mày nè. Đâu rồi, tụi mày vô đây. Tao đang sung dữ lắm luôn. Đó. À, đây là Big Sexy nè anh em, Big Sexy nè. Nè, vô đây. Bình tĩnh thôi anh em ơi. Ôi, thanh niên chơi Ronaldo kìa. Ủa tao chơi gì kệ tao. Ê tụi mày chơi, tụi mày chơi sọt gánh trời, người ta chơi MB mà chơi sọt gánh là sao? Tao chơi sao mẹ tao. Ok. Nói người yêu của mày tao mới sợ à, người yêu của mày sao, người yêu của mày hôn tao. Chuẩn bị. Mấy cái hàng mà tỏ ra là mình là đẳng cấp nhưng sau bên trong nước mắt là biển lộng. Giảng đạo dữ ông nội. Trời xong. Cố lên trời. Trời ơi. Sao tụi mày bắn ngu quá vậy? Rồi em à, em làm nhiệm vụ ơi nè, làm nhiệm vụ đi nè. Không anh đi. Qua đây luôn nó mới đã. Nè. Nó nhìn bằng chú gì gai quá. 1 2 3 4 5 6. Trời ơi. Mày chia tay gửi nè. Trời ơi, ngày mai chia tay mày đặt tên nè. Ngày mơ em chia tay nè. Mất lớn thôi chứ để mơ em lỡ mất công. Nói chuyện kìa. Anh niên này nói chuyện hài vãi nồi. Mẹ anh niên Di này chưa trả sự đời. Nè tụi mày qua đây. Một hàng hết sọt nè. Đâu rồi? Ây. Trên mày có tuổi luôn. Em hung. Đó. Không. Thôi mà đừng có hung nó. Trời ơi. Thôi mà đừng hung nó, tao chọn cái mỏ mày. Người yêu của người ta mà mày nói chuyện như đúng rồi. Ủa mày có giết được mạng. Má nó nói không? Là hung quá trời lỡ miệng, nó không hung nữa, nó nói chuyện kìa. Thằng này nói chuyện. Ok, tao chứ tôi sẽ bắn thằng. À, cái thằng áo đen là cái thằng gì cho anh em. Rồi qua đây bắn tao, kiếm cơm hả? Đù. Mày dân người yêu cho tao hả? Dân hiến đi. Một hàng nè, Đức Cống nè. Mày qua đây luôn. Mày dân hiến người yêu mày cho tao nè. Đâu tụi mày qua đây, tụi mày trốn ở đâu mất tiêu rồi. Nè sau lưng nè. Di nè. Đó, nhảy ra. Đó, đặt keo hả, vòng keo hả. Trời ơi. Cây dở vậy. Rồi ok. Em làm nhiệm vụ đi em. Nè em làm nhiệm vụ đi. Làm nhiệm vụ em. Trời ơi trời, mấy thằng này phải phát cơm chó cho nó mệt mới được. Em mới là thôi nè, 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè, 5 nè, 6 nè. Tao nói mày ngày nào cũng được người hiu ôm tao, cái mặt tao muốn nát luôn vậy mày ơi. Bây giờ sao giờ? Đó, bây giờ bình tĩnh nè. Không như có nghe hồi chia tay đỉnh khóc à. Ủa mày nhìn tỷ số kìa, 4-2 rồi kìa. Nè, bây giờ nè, anh em nhìn tôi làm một lần duy nhất cho anh em. 4-2 chỉ là cái số thôi, đúng rồi. Chịu gì mà chịu. Đâu chơi có chịu chứ. Không có thua nổi đâu em, anh lo được. Mấy này nó bắn gà lắm, còn non và xanh lắm. À, chơi Gondo nè, Golando nè. Anh niên nè. Gì ai? À, chơi Gondo còn ngu nữa, bắn cái gì mày bắn. Nè. Thanh niên nè. Nè chạy nè. Đô nè, dòng keo nè. Nè, gáy đi em. Rồi, sao?
Mày chạy đường nào mày cũng bị ăn đạn hết trơn, mày đừng có chạy. Rồi ok, nè. Tụi mày làm sao làm đi, nè em hôn anh đi. Đó, 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè, 5 nè, 6 nè, 7 nè, 8 nè, 9 nè. Đó. Tụi mày chưa thấy tao được hôn hả em? Đó, thì bây giờ là 5-2 rồi, tụi mày sao tụi mày thua kìa, còn giấy nữa tụi mày thua kìa. Bây giờ tao chấp bàn, mày dồn vô bắn tao luôn á. Tao chấp bàn, mày dồn vô bắn tao luôn á. Đó, một kêu nè, đi mày. Cái này là độ team mình chấp nó thôi. Rồi. Nè, tao chung chỗ của mày nè. Rồi, ra đây. Ra đây, nè. Ê! Ủa sao nó vô được keo của tao vậy? Nè bây giờ nè, giữa giờ Bích Sissy với lại là Quý Mùa Một Ngón nè. Đó, một kêu nè. Gán lên, cố lên. Giờ bắn hết sức đi heo. Mày làm cho bé hận là của okay. Tao đi heo. Bây giờ tôi sẽ gạt mấy nó trước để tôi lấy nụ hôn cho anh em. Đó, ok, gạt luôn. Nè, qua đây. Nè. Đồ, ghê. Gai cắn dữ trời. Trời ơi. Rồi cố lên. Từ hai. One shot nó luôn, Trời ơi, sao? Thấy chưa? Cái trình của mày chỉ nhiêu thôi. Nè em, hôn anh. Thôi game rồi. Giỏi, làm nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè, 5 nè, 6 nè. Rồi tụi mày chuẩn bị nè, nằm xuống đất nè. Bây giờ tôi sẽ ra tôi lấy chổi tôi đập vô bắn mặt đó nha anh em. Đây là những thanh niên nè, ngước mặt lên cho mọi người coi ơi. Đó, cúp người yêu. Bây giờ là mỗi người một chổi nha anh em. Nè, thằng Di nè. 1 nè, thằng heo nè. 2 nè. Nè. 3 nè. Đó, tụi mày còn dám không? Hả? Không, tao ngước mặt lên nói chuyện tao nè, nè, còn không? Gì? Sao thôi? Ok, nè, nó bị quýnh tiếp không nè, nè, cái này nè. Ok, tôi sẽ hai cho nó nha anh em. Sao chưa chắc? Ok.